U lực bất tòng tâm, cay đắng thừa nhận khó tịch thu tài sản của nga. Ngày 26 tháng 3, Andre Oliz, lãnh đạo của nhóm chuyên trách về liên minh châu Âu về tài sản bị đóng băng của nga cho biết, việc tịch thu lượng lớn tài sản để trang trải cho các quá trình tái thiết Ukraine không đơn giản chút nào. Các nhóm chuyên trách này đã tổ chức cuộc họp đầu tiên hồi tuần trước, nhưng ông Alice cho biết họ đều hiểu rằng việc tìm ra các biện pháp hợp pháp để tịch thu tài sản của Moscow từ du thuyền của các tỷ phú cho đến dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga là một thách thức rất lớn. Nhiều công dân Nga bị nhắm mục tiêu ở trong danh sách trừng phạt của EU đã kiện ra tòa. Tòa án sơ thẩm của châu Âu đầu tháng này sẽ phải ban hành một lệnh đình chỉ một phần lệnh trừng phạt với tay đua công thức một người Nga Nikita Mazepin, Tay đua này là con trai của chủ sở hữu Urachem, một tập đoàn hóa chất lớn của Nga. Điều đó cho thấy rằng EU là một liên minh được xây dựng dựa trên pháp luật, ông Alice nói. Quan chức của EU hy vọng rằng quá trình tịch thu tài sản của Nga có thể đạt được kết quả vào tháng 6, song vẫn phải nhấn mạnh đó là một vấn đề phức tạp và cần phải thực hiện cả trong tiến trình ngắn hạn và dài hạn. Ông Alice, giám đốc Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển, là người có kinh nghiệm ở trong lĩnh vực này, Ông từng làm việc với các gói trừng phạt áp đặt với Nga sau khi nước này sang nhập Crimea vào năm 2014. Ông cho biết thêm, chuyên gia pháp lý cần phân biệt được giữa tài sản tư nhân bị chính phủ phương Tây đóng băng như du thuyền của tỷ phú và tài sản của nhà nước như 350 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài. Quan chức châu Âu này cho rằng tài sản tư nhân thường được một công ty thứ ba bảo vệ, khiến cho chúng khó bị tịch thu hơn. Đương nhiên là chúng ta vẫn phải khiến cho Nga trả giá và bù đắp cho sự tàn phá ở Ukraine, ông Anlis nói. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, ngoài các lệnh trừng phạt, phương Tây còn muốn Moscow bồi thường thiệt hại cho Kiev. Tổng thiệt hại về nhà cửa hạ tầng giao thông của Ukraine sau một năm chiến sự đã lên tới hơn 58,8 tỷ đô la Mỹ. Mỹ có thể sẽ phải đưa ra tối hậu thư cho Nga về Hiệp ước New START. Nga đã đình chỉ việc tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược hiệp ước New START kỳ về Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vào ngày 21 tháng 2 năm 2023 trong một bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra theo thỏa thuận và những đơn đăng ký mới sẽ bị bỏ qua hoặc từ chối vì những lý do chính thức. Washington cực kỳ lo ngại về quyết định của Nga, bao gồm việc bảo tồn New START là vì lợi ích của chính nước Mỹ. Nga không rút khỏi hiệp ước, nhưng Mỹ lo ngại bước đi như vậy hoàn toàn có thể xảy ra do mối quan hệ giữa hai bên ngày càng xấu đi. Phản ứng trước quyết định của Nga và tiếp tục tuân thủ giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân theo hiệp ước, miễn là họ đánh giá Nga vẫn đang thực hiện điều đó, bài báo viết. Cần nhớ lại rằng Hiệp ước New START quy định giới hạn về số lượng đầu đạn mà Nga và Mỹ có thể lắp đặt ở trên các phương tiện mang phòng vũ khí hạt nhân của họ giới hạn này quy định cụ thể cho mỗi quốc gia là 1.550 đầu đạn hạt nhân. Các cuộc kiểm tra theo hiệp ước giúp theo dõi việc thực chất Moscow và Washington có tuân thủ những điều khoản hạn chế. Nga mặc dù đã đưa ra tuyên bố đình chỉ New START nhưng Bộ Ngoại giao của Mỹ đã đánh giá tính đến cuối năm 2022, Nga có lẽ vẫn đang tuân thủ giới hạn 1.550 đầu đạn chiến lược được triển khai. Bây giờ, Mỹ phải nỗ lực để thuyết phục Nga gia hạn hiệp ước. Theo ông Piffer, thì điều này có thể sẽ được thực hiện theo ba cách. Đầu tiên là chính quyền Mỹ nên tuyên bố sẽ tiếp tục tuân thủ giới hạn miễn là họ không cho rằng Nga đã vi phạm, cựu đại sứ cho biết điều này có cơ sở, từ năm 1981 đến năm 1986, chính quyền của tổng thống Reagan có chính sách không phá hoại hiệp ước sát 2 chưa được phê chuẩn cho đến khi Liên Xô làm như vậy lựa chọn thứ hai là Washington nên đưa ra tối hậu thư cho Moscow và tuyên bố rằng Mỹ sẽ đơn phương gửi thông tin về lực lượng hạt nhân của mình tới Nga cho đến cuối năm 2023. Tuy nhiên nếu như Nga không trở lại tuân thủ đầy đủ hiệp ước New Start vào cuối thời hạn này, Mỹ sẽ ngừng cung cấp dữ liệu và thông báo đơn phương. Đồng thời ông Pifer cũng tin rằng ngay cả sau đó thì Mỹ cũng nên gửi một số dữ liệu ngoài thỏa thuận cho Moscow nếu thông tin này làm giảm rủi ro của một tính toán sai lầm chiến lược. Thứ ba là nghiên cứu của Lầu Năm Góc vào năm 2012 cho thấy Nga có thể vượt qua giới hạn hiệp ước New START mà không ảnh hưởng đến an ninh của Mỹ. Nhà Trắng nên chỉ đạo Lầu Năm Góc chuẩn bị các báo cáo về các phương án ứng phó có thể xảy ra nếu như các lực lượng hạt nhân của Nga vượt qua giới hạn này. Theo nhà ngoại giao, trong số các lựa chọn nên bao gồm việc triển khai một số lượng lớn đầu đạn chiến lược của Mỹ bằng cách nạp tên lửa đạn đạo vào 50 hầm chứa chống, nhưng sẵn sàng hoạt động. Ngoài ra, thì Mỹ đang chuẩn bị chế tạo và triển khai tàu ngầm lớp Columbia, có khả năng mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cũng như là ICBM LGM 35 Sentinel, bố trí trên đất liền, đi kèm với máy bay ném bom tàng hình B-21 Rider. Lầu Năm Góc cũng cần đánh giá liệu số lượng các hệ thống chiến đấu được lên kế hoạch như hiện nay có đủ để gian đe Nga trong tương lai hay không. Nga gọi thẳng tên nghi phạm đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream trong cuộc trả lời phỏng vấn với với Russia 24 TV vào ngày 26 tháng 3 tổng thống nga Vladimir Putin cho biết các cơ quan tình báo của mỹ nhiều khả năng đã đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dòng chảy phương bắc vào tháng 9 năm ngoái đồng thời ông cũng cho biết ông đồng tình với kết luận của nhà báo kỳ cựu người mỹ Simon Hirst về vấn đề này ông Putin thừa nhận sẽ rất khó để đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng tuy nhiên ông hy vọng vào một thời điểm nào đó những gì đã được thực hiện và được thực hiện bằng cách nào rốt cuộc sẽ được tiết lộ. Nhà lãnh đạo của Nga sau đó đã đề cập đến Simon Hurt gọi ông là nhà báo Mỹ, người gần đây đã nổi tiếng khắp thế giới. Ông Putin cho biết nhà báo Hurst đã tiến hành một cuộc điều tra và kết luận vụ nổ này là do tình báo Mỹ giàn dựng. Tôi hoàn toàn đồng ý với những kết luận này, ông Putin nói thêm, song không tiết lộ rằng Nga có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh điều này hay không. Hồi tháng 2, nhà báo Seymour đã dẫn nguồn tin mật nói rằng Mỹ cùng với Na Uy đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho những đường ống dẫn khí đốt Nord Stream nhằm buộc Đức phải viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine xuyên suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Vào tháng 3, Hersh lại tiếp tục công bố rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA và Cơ quan Tình báo của Đức BND được giao nhiệm vụ che đậy vụ tham gia của Washington vào việc trên bằng cách cung cấp một câu chuyện khác cho giới truyền thông. Trước đó thì vào tháng 9 năm 2022, một loạt các vụ nổ đã làm hư hại nặng nề hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức và phần còn lại của Liên minh châu Âu. Các nhà điều tra cho biết đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ có hành động cố ý làm nổ các đường ống. Đến nay, Nga và phương Tây vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau đứng sau vụ tấn công. Moscow coi việc phá hoại các đường ống Nord Stream là một hành động khủng bố, ông Putin nhận định một vụ nổ mạnh kiểu này. Ở độ sâu như vậy thì chỉ có thể do lực lượng chuyên nghiệp thực hiện và được hậu thuẫn bởi một quốc gia có trình độ công nghệ. Tuần trước thì giới chức của Đan Mạch đã thông báo phát hiện một vật thể lạ ở gần đường ống Nord Stream 2 ở trong quá trình điều tra vụ phá hoại nhằm vào đường ống này. Cơ quan năng lượng của Đan Mạch đã chia sẻ hình ảnh về vật thể bí ẩn và mô tả nó có dạng hình trụ cao khoảng 40cm, đường kính 10cm. Nó có thể là một phao khói hàng hải, một thiết bị báo hiệu được sử dụng để xác định vị trí những người gặp nạn. Tổng thống Putin cho biết vật thể này đã được tìm thấy cách nơi đường ống bị thủng khoảng 30 km và cho rằng nó có thể là một loại anten được sử dụng trong vụ phá hoại được kích hoạt từ xa. Ông Putin cũng nêu rõ Nga có thể tổ chức điều tra riêng, có sự tham gia của Đan Mạch hoặc là một nhóm chuyên gia quốc tế về chất nổ, có chuyên môn làm việc ở độ sâu như trong vụ nổ Nord Stream 2. Ông Trump ví cuộc điều tra của công tố viên New York điên cuồng như săn phù thủy trong cuộc meeting vận động tranh cử với người ủng hộ ở Waco, bang Texas vào ngày 26 tháng 3, cựu Tổng thống Donald Trump đã cho biết công tố viên New York đang điều tra tôi về một vấn đề không phải là tội ác, không phải là hành vi sai trái hay một vụ ngoại tình. Tôi liên tục là nạn nhân của những cuộc săn phù thủy và điều tra giả. Cụm từ săn phù thủy chỉ hành động cố tình bới lông tìm vết và bôi nhọ đối thủ chính trị. Avil Brock, công tố viên của quận Manhattan của New York, đang điều tra cáo buộc cựu Tổng thống Trump vi phạm luật pháp khi trả 130.000 đô la Mỹ thông qua luật sư thân tín Michael Cohen để ém nhẹ mối quan hệ cùng với nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniel ở trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016. Đây thực sự là hành vi sai trái của cơ quan tố tụng. Những kẻ điên cuồng cánh tả cực đoan này không quan tâm đến sự vô tội của người khác, cựu tổng thống chỉ trích Brack. Tôi chưa từng thích mặt ngựa, ông Trump nói thêm, sử dụng biệt danh của ông đặt cho Daniel. Không có ai cả, chúng tôi có một cựu phu nhân đệ nhất tuyệt vời rồi. Ông Trump luôn phủ nhận mối quan hệ với Danielle, cho rằng khoản tiền mà Cohen đã chi cho nữ diễn viên chỉ là giao dịch cá nhân đơn giản. Và luật sư thực hiện giao dịch phải chịu trách nhiệm nếu mắc lỗi không phải ông. Ông khẳng định cá nhân không làm gì sai và cuộc điều tra thực chất là để ngăn ông tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Brack, một thành viên của Đảng Dân Chủ cùng với đội ngũ công tố viên hồi đầu năm nay, đã gửi bằng chứng điều tra cho đại bồi thẩm đoàn để xem xét có nên truy tố ông Trump ra tòa hay không cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã tuyên bố rằng ông nhận được tin mình sẽ bị bắt vào ngày 21 tháng 3 và kêu gọi người ủng hộ, tổ chức biểu tình để phản đối. Tuy nhiên thì ông cho tới nay vẫn chưa bị truy tố. Các nguồn thạo tin cho biết bản cáo trạng nhằm vào ông Trump có thể được đưa ra vào tuần sau. Đại bồi thẩm đoàn ở New York đã không có lịch làm việc trong tuần này. Mitchell, người tham gia meeting của ông Trump ở Texas, nói rằng bà không tin cựu tổng thống sẽ bị bắt bởi đó không phải là một động thái thông minh và họ biết điều đó. Bà nói với các cáo buộc chỉ là một âm mưu chính trị cũng như là cách đánh lạc hướng chú ý của dư luận khỏi cuộc khủng hoảng của hệ thống ngân hàng Mỹ. Ông ấy sẽ bị bắt vì tội gì? Vì một tội nhẹ trang Việc dùng tiền khiến cho ai đó im lặng chẳng phải là chuyện gì to tát, bà nói. Jack, một cư dân 18 tuổi ở Waco, cũng tin rằng các cáo buộc nhằm vào ông Trump là nhằm khiến cho dư luận mất chú ý vào tình trạng lạm phát cao dưới thời của Tổng thống Joe Biden, người mà anh cho rằng là đang làm gia tăng căng thẳng địa chính trị vì ủng hộ Ukraine. Sherry, 55 tuổi, nói bà coi ông Trump là người cứu rỗi. Ông ấy là ông chủ và sẽ là người cứu nước Mỹ, bà nói. Chuyên gia quân sự cảnh báo nước NATO này đang xây dựng quân đội mạnh nhất sau Ukraine. Ông Mitun viết ở trên tờ Kiev Post rằng kho dự trữ vũ khí và sự hiểu biết sâu sắc về Đông Âu khiến cho Ba Lan có thể trở thành một đồng minh quan trọng ở trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine kéo dài 13 tháng. Mitun viết, Điểm mấu chốt là Ba Lan đang suy nghĩ lập kế hoạch và hành động theo chiến lược của NATO, đó là xây dựng sức mạnh quân sự nếu cần. Để làm điều mà Mỹ và NATO không làm, đó chính là chiến đấu ở bên cạnh lực lượng vũ trang Ukraine để ngăn chặn một cuộc chiến đe dọa đến an ninh và ổn định của châu Âu. Ba Lan đã tăng cường bảo vệ biên giới của mình. Gần đây, nước này đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine vũ khí và máy bay, Tuần trước, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Marius Brekas đã cho biết rằng quốc gia của ông sẽ đặt các hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ gần biên giới của khu vực Kaliningrad của Nga ở trong phần còn lại của năm dương lịch 2023. Động thái này có thể là một biện pháp đề phòng Nga tấn công do Ba Lan đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marius Kaminski tuần trước đã cho biết ông này đã buộc tội 6 người nước ngoài từ bên kia biên giới phía đông về một âm mưu bị cáo buộc thay mặt Nga nhằm phá vỡ nguồn cung cấp quân sự và viện trợ cho Ukraine. Khi chiến sự mới bắt đầu, một điệp viên của Nga đã bị bắt ở Ba Lan và bị buộc tội thu thập thông tin về quân đội NATO. Cũng trong tuần trước, Tổng thống Ba Lan Andriy Duda thông báo rằng có 4 máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất cũng sẽ được gửi tới Ukraine trong vài ngày tới. Ba Lan và Slovakia đang gửi 13 chiếc máy bay đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Viện trợ này thậm chí còn nhiều hơn Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã không đáp ứng được những yêu cầu như vậy. Thay vào đó thì Mỹ chọn cung cấp nhiều vũ khí đạn dược, pháo binh và hệ thống phòng thủ cho Ukraine. Jan Emerick Rosyczewski, đại sứ Ba Lan tại Pháp nói trên kênh truyền hình LCI của Pháp rằng không phải NATO, Ba Lan hay Slovakia đang leo thang căng thẳng mà là Nga. Rostis nói, Ukraine sẽ bảo vệ nền độc lập của mình hoặc chúng tôi sẽ phải tham gia vào cuộc xung đột này bởi các giá trị của chúng tôi, vốn là nền tảng của nền văn minh và văn hóa của đất nước, sẽ bị đe dọa. Những lời của ông đã bị Đại sứ quán Ba Lan tại Pháp tuyên bố là bị hiểu sai. Đại sứ quán cho biết không có thông báo nào về việc Ba Lan sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Đây chỉ là một lời cảnh báo về những hậu quả nếu như Ukraine thất bại. Tuy nhiên, thì ông Mitun đã lưu ý rằng chiến thắng của Nga trước Ukraine sẽ tương đương với chiến thắng của Nga trước NATO. Mitun viết, các nước Đông Âu ủng hộ Ukraine chủ yếu là bảo vệ đất nước của họ. Họ đang làm hết sức để tránh những hậu quả nghiêm trọng khi Kiev thất bại. mix Ryan, một thiếu tướng đã nghỉ hưu ở quân đội Úc, nói với tờ Kiev Post trong tuần này rằng quân đội Ukraine hiện là tốt nhất ở trên thế giới, một phần nhờ vũ khí do các nước NATO cung cấp và kinh nghiệm mà họ đã có được trong 13 tháng qua. Mitun cho biết thêm, việc Ba Lan tăng cường an ninh và quốc phòng là một yếu tố quan trọng. Trích dẫn tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng từ 2,4% lên đến 4% GDP, nước này cũng tham vọng xây dựng một quân đội trên bộ lớn nhất châu Âu. Mikhail Trotsky, giáo sư tại Đại học Wisconsin Madison, đã nói với Newick rằng Ba Lan thực sự cảm thấy đe dọa nghiêm trọng trước khả năng Nga giành chiến thắng ở Ukraine cùng với việc lực lượng bộ binh của Nga đã áp sát lãnh thổ Ba Lan. Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi nhái UAV cảm tử lợi hại của Iran. Công ty công nghệ Robit Technology của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển ra loại máy bay không người lái cảm tử đa năng có tên gọi là Azaf với cánh hình tam giác tải trọng lớn và có tầm hoạt động rộng. Tờ Daily Sabah đã đưa tin UAV này hoàn toàn xuất sắc trong các chuyến bay thử nghiệm. Theo như các báo cáo thì UAV Azaf sẽ sớm được trải qua quá trình thử nghiệm khai hỏa. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các chuyến bay thử nghiệm và đang có kế hoạch triển khai khả năng sử dụng đạn dược của UAV ở trong những tháng tới. Ông Selçuk Firas, giám đốc sản xuất của Robit Technology, phát biểu về hãng thông tấn Anadolu. Ông Selçuk Firas cho biết việc thử nghiệm đạn dược dự kiến hoàn thành vào cuối quý 3 năm nay. Sau khi hoàn thành, tất cả các đợt kiểm tra UAV này sẽ được đưa vào sản xuất đại trà để đáp ứng các đơn đặt hàng trong tương lai. Ngay sau khi bức hình chụp Azab xuất hiện ở trên mạng xã hội, các chuyên gia quân sự đã chỉ ra những điểm giống nhau nổi bật giữa UAV mới của Thổ Nhĩ Kỳ và UAV Shahed-136 của Iran. Nga được cho là đã triển khai UAV Shahed-136 tại Ukraine kể từ tháng 10 năm 2022 để tấn công các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Mặc dù lực lượng vũ trang của Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hầu hết các UAV này, nhưng sự chênh lệch quá lớn giữa UAV giá thành rẻ và tên lửa Sam đắt tiền mà Ukraine dùng để bắn hạ chúng đã khiến cho giới chức Ukraine đau đầu. Việc máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi ở trên chiến trường Ukraine đã nêu bật vai trò quan trọng của chúng đối với những cuộc xung đột trong tương lai. Nhà sản xuất Robit Technology cho biết sẽ có hai phiên bản của máy bay không người lái Azap, một phiên bản có sải cánh 2m, Azap T200, phiên bản còn lại là Azap T150 với sải cánh 1,5m. Mỗi loại có tải trọng vũ khí khác nhau. UAV Azap T200 có trọng lượng cất cánh là 50kg với tải trọng lên đến 15kg, còn UAV Azap T150 có trọng lượng cất cánh là 7kg với tải trọng tối đa là 3kg. Máy bay không người lái Azaf có thể hoạt động theo nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm phóng và quên, bay tự do hoặc cần sự trợ giúp của người vận hành để điều hướng camera về phía mục tiêu cách xa khoảng 200 km. Ngoài ra, thì UAV này có thể sử dụng tọa độ GPS để trực tiếp tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu. Theo ông Firas, Azaf có thể mang được súng cối, súng chống tăng, RPG, trong thời gian tới, công ty Robis Technology sẽ có thể sản xuất các loại đạn dược đặc biệt dành cho Azaf hoặc là sử dụng các loại đầu đạn sẵn có của lực lượng an ninh. Ông Firas nhấn mạnh rằng không có bất cứ hạn chế nào có liên quan đến việc sử dụng đạn dược của Azaf và UAV này sẽ sử dụng nhiều loại đạn khác nhau tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Theo như nhà sản xuất thì Azaf T-200 sử dụng máy phóng dài 6 m và có thể phóng được từ xe tải hoặc là xe container, còn Azaf T-150 thì dùng máy phóng điện dài 3 m Mặc dù UAV Azaf được cho là có nhiều điểm tương đồng với UAV Shahed của Iran, nhưng vẫn có những khác biệt đáng chú ý giữa hai loại này. Chẳng hạn như là sải cánh của Shahed 131 và Shahed 136 lần lượt sẽ là 2,2m và 2,5m, dài hơn so với máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng lượng cất cánh của hai chiếc UAV này cũng lần lượt là 135kg và 200kg. Tầm hoạt động tối đa của UAV Shahed là vào khoảng 1.000km, gấp đôi so với UAV Azaf của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà sản xuất Robit Technology cho biết UAV Azaf có công nghệ chống gây nhiễu, có thể trang bị cho nhiều đơn vị chiến đấu khác nhau. Robit Technology đã tạo ra hệ thống lái tự động và các trạm vận hành cho UAV này, trong khi các công ty Motor Erin của Thổ Nhĩ Kỳ đã chế tạo động cơ. Robit Technology tuyên bố rằng họ có thể tạo ra một phiên bản lớn hơn của UAV Azaf. Phiên bản này sẽ có sải cánh dài tới 3,5 mét và cho phép tăng tải trọng cũng như là phạm vi hoạt động, giúp cho Azaf trở thành một UAV tiên tiến và hiện đại hơn.